cho chị mẹ vào top trending đi. Là một cái một hồi là Nhi ra MV solo mình Nhi luôn. Tại vì á, sau chương trình Chị Đẹp á, không có ai mời mình làm ca sĩ á, cho nên mình cũng nhát tay ra MV mọi người ạ. Cho nên thành ra Nhi kết hợp với Astud ra MV nhạc phim Gặp Lại Chị Bầu. MV Chị Mẹ tối nay 8 giờ sẽ có mặt trên kênh YouTube của anh Tú Astud nha mọi người. Nếu như mà MV Chị Mẹ tối nay mà vào top trending thì Nhi chắc luôn Nhi ra MV Nhi hát một mình luôn. Tại vì mình cũng là nghệ sĩ ích kỷ đó. MV của Nhi cái bài đó Nhi một mùi công năm 4 năm nay là vừa có rap vừa có hát. Ngày xưa lúc mà Nhi mua Nhi đi thu rồi thì Nam mới xin đó là phần hát là Nhi hát thôi, nhưng mà phần rap để Nam rap. Nhưng mà Nhi không, Nhi là thích là hát một mình thôi mọi người. Bài có tên là Hiện Tại, như bài ngày xưa đặt là Quăng Hết Đi. Nghệ sĩ ích kỷ đúng rồi Thảo Ngọc ơi. Nhưng mà không biết sau này bà có đổi tên hay không thì không biết. Nhưng mà cái lời nó cũng giống như Trang. Nhân dịp Valentine thì tối nay ra MV Chị Mẹ với anh Tết, thì bây giờ Nhi xin tặng mọi người một vài câu hát trong bài sắp tới của Nhi. Nếu như MV Chị Mẹ vào top trending, Nhi sẽ ra MV solo. Người ta là nói dân trong tình yêu, tình yêu. Từ từ chết quên. Người ta cũng nói quên rồi nha.